360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C của Kia quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Forte. Chiếc xe Kia Forte này nó lại khác với những chiếc xe Kia Forte khác, đó là cái phiên bản S quý vị và bạn nhé. Phiên bản S tức là cái phiên bản sport, phiên bản thể thao đấy ạ. Nó khác với những cái phiên bản Kia Forte bình thường là ở chỗ là răng đúc thể thao to, mặt phay giống như chiếc xe Kia K3 này và hệ thống đèn LED ban ngày này. Đèn LED ban ngày tức là gọi là đèn daylight đấy ạ, đây nữa ạ. Đấy, đèn LED này là khi nổ máy là cái đèn này nó tự động nó sáng, lúc nào nó cũng sáng, cứ nổ máy lên là cái cụm đèn LED này nó sáng. Rất là đẹp quý vị và bạn nha, phiên bản Kia Forte Sport, tức là phiên bản Kia Forte S đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2013. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 369 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte S 2013 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte phiên bản S 2013 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte phiên bản S 2013 này nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này đăng ký sản xuất là năm 2013, đăng ký cuối năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được 11 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Nó ở chiếc xe Kia Forte S. Kia Forte S này là phiên bản sport, phiên bản thể thao. Đây nhìn cái la răng thì quý vị bạn biết được là cái la răng nó là la răng đúc mặt phay, nó giống như chiếc xe Kia K3 quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu, nếu như mà tôi nổ máy lên ấy, thì là nó rất là đẹp, vì là nó có cả những cái giải đèn daylight, đèn LED ban ngày đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Ở cái form này thì xe cũng đã được trang bị là động cơ 1.6 lít đi kèm với số tự động 6 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, 6 cấp rất là đẹp đây. Nhìn về những cái bộ la răng đã thấy nó đẹp rồi. Đúng là cái phiên bản S. Phiên bản S tức là phiên bản thể thao đấy ạ. Đấy, Kia Forte S. La răng đúc mặt phay. La răng đúc mặt phay rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn nhé, cả cái dàn lốp này còn rất là mới đây này, rất là dày. Cả dàn lốp, tất nhiên là cái dàn lốp này đã thay dàn lốp khác rồi, dàn lốp thứ hai của xe rồi, nhưng mà còn rất là dày, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, dàn lốp này rất là dày luôn. Đấy, dàn lốp này là chủ xe thay mới rồi nhá. La răng đúc mặt phay giống như la răng của chiếc xe Kia K3. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Cửa nóc đè nổ tát tốp và ghế da nguyên bản. Và nó khác nữa là ở cái màn hình. Màn hình được trang bị là to hơn quý vị và bạn nhé. Lát nữa thì tôi cho quý vị bạn xem về cái màn hình. Đấy, nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị bạn thấy đấy ạ, cụm đèn cũng còn rất là đẹp này. Đấy, cụm đèn rất là đẹp và kết hợp với đèn LED ban ngày. Đấy, cả đèn LED ở bên dưới này nữa, đây là cái đèn LED ban ngày. Khi nổ máy lên là những cái đèn LED này nó sáng hết ạ. Cụm đèn pha rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương.
khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây này. Bấm cả bên lái và bên phụ luôn quý vị bạn nha. Tay nắm chrome rất là đẹp rồi. Nhìn ở phía sau này thì có cả đuôi gió thể thao. Đấy, đuôi gió thể thao này. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ cả rồi. Cụm đèn sau cũng còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đây là cái cụm đèn sau. Cụm đèn sau này rất là đẹp này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đều rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Nhìn về cái phần nước sơn, đây là nước sơn bên lái này. Rất là phẳng, rất là đẹp, nền rất là căng, chưa có bị tai nạn, chưa có bị va chạm gì nặng, cho nên là nó rất là đẹp. Sơn lại thì có thể sơn lại rồi quý vị các bạn nha, nhưng nó chỉ do là xước sát mà sơn lại thôi thì là không vấn đề gì cả, cái nền nó vẫn đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Quý bạn xem thì biết rồi đấy ạ. Tôi quay rất là chi tiết nha. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần option bên trong. Trước tiên thì tôi mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ cánh cửa này, đây là cánh cửa trước bên lái này. Keo chỉ nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Tắp bi cánh cửa này, rất là mới luôn. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này. Nhìn vào từ đằng xa này thì quý bạn thấy này, từ những cái bậc cửa này còn rất là đẹp này. Nội thất da cao cấp nguyên bản này. Đấy, vô lăng cần số còn nguyên. Vô lăng cần số tay phanh đều còn nguyên hết quý bạn ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe mới lăn bánh được 11 vạn km thôi ạ. 11 vạn này, nội thất da cao cấp nguyên bản này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng như vậy ạ, còn nguyên bản hết này. Keo chỉ nguyên bản này. Nội thất đằng trong, nội thất phía sau này cũng đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, da cao cấp rồi. Từ những cái trần sàn này, cái thảm lót chân nguyên bản của xe đây này, bên dưới này còn đấy quý bạn này, rất mới. Đấy, cái thảm lót chân nguyên của xe ấy, rất là mới này. Trần cũng rất là sạch sẽ này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần option của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ bật cái start top lên để cho có điện đây nè. Đấy, start top bật lên rồi. Màn hình nó khác với ở chiếc Kia Forte thường là cái màn hình nó to hơn quý vị và các bạn này. Đấy, trang bị màn hình to hơn. Để tôi cho giảm âm lượng đi. Màn hình to hơn này, điều hòa tự động này. Tôi chọn nhỏ tiếng đi đã. Màn hình to hơn, điều hòa tự động này. Đồng hồ công tơ mét 11 vạn này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Từ tab bi cánh cửa này cho đến tab lô. Đấy, tab bi đều rất là đẹp, rất là mới quý bạn nha. Vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Đẹp và nó còn nguyên bản quý bạn ạ, chưa phải làm lại. Đến những cái phần nhựa này, nỉ trần này, đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ cửa nóc rồi. Đấy, cửa nóc ở cái phiên bản này thì xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu là chống chói rồi quý bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu chống chói nó có điện này. Đấy, tôi lại tiếp tục tắt cái này đi ra đi giới thiệu tiếp bên ngoài cho quý vị và các bạn về chiếc xe này. Đây, tôi mở cái cốp sau nhé. Cốp sau thì có thể mở tay bằng đây, hoặc là có thể bấm bằng chìa khóa vì khóa thông minh. Khóa thông minh có thể bấm được mở cốp. Đây là cái cốp sau đây quý vị các bạn này. Cốp sau đây quý vị các bạn nhé. Từ keo chỉ cốp sau này còn nguyên. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên hết luôn đấy ạ. Đấy, và rất là đẹp đây. Cái xe này thì thưa với quý vị và các bạn, mua mới nó cũng rất là đắt tiền vì nó ở phân khúc sedan hạng C, cho nên là không mấy ai mua chiếc xe này chạy dịch vụ đâu ạ.
chạy dịch vụ đa số ở những chiếc xe hạng B thôi, cho nên là nó đằng sau rất đẹp này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát bởi đồ đạc, cho nên là nó còn rất là đẹp đấy. Đấy, lốp xe cua cũng còn rất đẹp này, phụ tùng đồ nghề đầy đủ luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và đây chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, đi xem xe thì quý vị các bạn xem kỹ về phần đầu và phần đuôi, có đâm đụng hay là va chạm gì thì biết ngay. Chiếc xe này chúng tôi bán tại cửa hàng chúng tôi đã cam kết là không tai nạn, không ngập nước rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ, keo chỉ cũng còn nguyên này. Đấy, táp bi cánh cửa này rất là mới này, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Đấy, nội thất đằng trong đều đẹp luôn quý vị các bạn nha, rất là mới đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da đều rất đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa này. Đó. Từ những cái ốc bản lề cánh cửa này đằng sau này cho đến những ốc bản lề cánh cửa đằng trước này. Đó. Còn nguyên hết luôn quý vị và nhá. Táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này, keo chỉ cánh cửa này. Keo chỉ của cánh cửa còn nguyên. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Đẹp từ cái táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này. Đấy. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp này. Đấy. Rất là mới quý vị bạn ạ. Đấy. Từ những cái phần trần này cho đến những cái phần dưới này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte phiên bản S 2013 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít quý vị và bạn nha, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp đi rất là mượt mà êm ái mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Và xin thưa với quý vị bạn, cái động cơ này thì chúng tôi mua xe về là chúng tôi cũng đã dọn dẹp hết tất cả rồi. Đấy, cho nên là rất là mới, rất là đẹp đây quý bạn ạ. Nhưng mà con ốc này, tất cả con ốc từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nha. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, hay là chưa có bị ngập nước gì đâu. Đấy, về cái động cơ này chúng tôi có thể cam kết với quý vị các bạn nó là nguyên bản. Đấy, không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản hết. Đấy là cái phần động cơ của chiếc xe, và cái động cơ này còn rất là mới tại vì là chiếc xe mới lăn bánh được có 11 vạn km thôi, tính ra là 9 năm sử dụng rồi nhưng mà mới lăn bánh có 11 vạn km thôi, cho nên là còn rất là đẹp nhé. Với những chiếc xe chạy taxi, chạy dịch vụ thì chỉ có khoảng độ 2 năm thì đã đạt được cái số công tơ mét này rồi. Nhưng với những chiếc xe gia đình như thế này thì là chạy rất là ít ạ. Và đây là cái ốc bản lề, ốc cabo đây ạ, ốc chân cabo còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ ốc chân cabo này, ốc xương tai này, ốc tai này còn nguyên bản hết này. Đấy, và keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ cabo nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị đập ngập nước, không có bị va chạm gì cả quý bạn xem nhé. Xem rất là kỹ này, tôi quay chi tiết cho quý bạn xem đấy ạ. Từ những cái ốc chân máy, ốc mặt máy rồi đến ốc cabo đấy ạ, ốc chân cabo này đều nguyên bản và rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là ốc tai còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, toàn bộ nhé còn nguyên. Từ những cái xương đầu này cũng còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp. Một chiếc xe Kia Forte phiên bản S 2013 đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 369 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte S 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte S này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip
Xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.